Dell có i3, con này là hàng sách tay nha anh em, còn mới đẹp cực kỳ nha, một hai vết nhỏ nhỏ thôi chưa có chạy xước à. Lay new nha, 98%. Con này i3 Gen 5, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128GB nha, chạy rất lạ nha anh em. Lót cái là lên liền nha nè ha. Màn hình rất là đẹp nha. Hôm nay cái màn này là 15:6 nha anh em. Làm văn phòng học tập và ok nha. Hôm nay anh em cần liên hệ nha, 4,2 triệu. Bảo hành 3 tháng.